15:45. Hôm nay mình sẽ sử dụng đến sử dụng đến cái này, mũ cối. Mọi người cùng xem là mình hôm nay sẽ đi đâu nhá. Mình mới đi làm về luôn ấy. Làm về nhưng mà hôm nay sẽ có một chương trình. Này, đây là khu nhà mình ở này. Đây, ngoài này công viên, ngoài có bể bơi này. Vài bữa nữa mùa hè nó sẽ hoạt động. Giờ hiện tại nó đang còn chưa hoạt động. Xe của mình đang đầu dưới đây hồi thị nữa. Mình sẽ xuống đây đi. Mọi người chơi nhá. Đây, con xe của mình đây. Này, ai tưởng là xe kia đúng không ạ? Mình làm gì đã có xe ô tô. Mình đang còn sợ đi bộ đấy này. Mình đã bắt được một caramel cực kỳ xịn cho. Bây giờ hai anh em sẽ bắt đầu di chuyển đến cái địa điểm đấy. Đường đến đây cũng khá là xa. Hai đứa sẽ đi xe đạp. Đây là xe đạp Pro Lực nha mọi người. Những ai có nhu cầu muốn mua xe đạp Pro Lực thì liên hệ chú Hùng nha, chú Hùng có luôn. Giờ chú sẽ đi đến đó rồi. Tí nữa sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Dù sẽ là rất hấp dẫn đấy. Hello mọi người, rất là đen đủi. Xe của Caramel chúng tôi đã bị xịt lốp nên bây giờ phải dắt bộ, rất là đen đủi luôn. Nói chung là từ nhà đến đây là cũng đã hơn 5 cây rồi, còn một tí nữa đến. Bây giờ phải dắt xe đi. Và đây, bằng một cách thần kỳ nào đó thì cuối cùng hai đứa đã đến được rồi. Cực kỳ gian nan và vất vả luôn. Cảnh cực kỳ đẹp, mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Đây là cảnh đồng mà lúc mấy anh em đi làm về thấy đẹp nên là quyết định phải đi đến đây. Địa điểm này gần khu phía công ty luôn. Đạp đến đây cũng gần 10 cây để mệt được đấy đấy. Thì bây giờ chúng ta xem thử nó đẹp như thế nào nha mọi người. Ok, thờ của chúng tôi bắt đầu lên đồ nghe rồi. 16:34, 7:15, 7:30. Nhà thờ chúng tôi đang chuẩn bị đồ để tác nghiệp. Đấy. Trên tay của thờ chúng tôi là cầm hai thằng lương cơ bản của một lao động tài nhất. Nhà ở gì ngoài được tiền hết. Đi di chuyển đến đây gần 10 cây số để tác nghiệp thôi. Quay một cái video tọt cho mọi người xem thôi. Hồi tí nữa mấn follow và đăng ký kênh thì thôi thế. Ok. Nổi lửa lên em. Rồi bắt đầu đang khởi động nha mọi người. Chuyến đi này hơi bị gian nan đấy. Giờ chưa phải bật một tí để cho nó kiểu nhận bluetooth đó mọi người. Đó, hai thằng lương đang cầm trên tay. Ô tô em ơi đừng gọn nó nha. Rồi đầu em ấy đã lên. Đây rồi. Em ấy đã bắt đầu lên không trung và bắt đầu tác nghiệp. Em cứ kiểm chỗ cảnh đẹp em cứ quay thôi. Anh thì đấy, giờ chưa sẽ bắt đầu quay. Quay đẹp hay không thì tí nữa mọi người cùng xem nha. Cameraman của tôi. Để mình tự quay rõ cho mọi người xem. Bê chéo à? Bê thẳng hả? Vâng, bê chéo. Cái
đang được lấy mọi người, bao nét luôn. Đó. Được cái lui này. Quay tới chứ, quay tâm tới luôn. Năm tới lát nữa. Úi trời, đây. Vì cái cảnh này mà hai đứa đi gần 10 cây số. Một con xe nó đã bị chịu không được nhiệt, mệt nó phải nghỉ rồi. Úi trời. Cho con đi ngay cho bể đống. Đây là không có cái gì luôn, không vướng bẩn gì hết, cột điện không có dây điện gì cả, bay thoải mái luôn. Một đồng lúa, lúa này là lúa mật nha mọi người, không phải lúa như ở Việt Nam. Không này nè, bay vô rồi nè. Bay vô để cái đoàn sinh sinh kìa, bay theo cái lối sinh sinh nữa để đi một đường thẳng xuyên qua cái khu nhà luôn. Còn gì, còn mấy nữa. Sẽ nằm ở giữa tỉnh tắm hơn đó. Bảo đẹp luôn, bảo đẹp luôn. Ok, tí nữa cho mọi người sẽ coi thành phẩm nhé. Và đây là thành quả. Phải có những thiết bị xịn sò đẳng cấp thì chúng ta mới có những cái thước phim như thế này. Đây là một con máy Flycam, là thiết bị quay trên không. Cái này là rất là đắt, tính ra tiền Việt mình là cũng đến tận gần 40 triệu đấy. Hùng cũng rất là thích, nhưng mà vì điều kiện chưa cho phép nên chưa sắm được. Đây là những cái cảnh đằng trên. Chỗ này là gần phía công ty Hùng. Khi đi làm về là thấy đẹp quá, thế là hai anh em mới bàn với nhau là quyết định đi lên đây. Cho dù đi lên đây rất là xa, gần tận 10 cây số đấy, mà vẫn quyết tâm đạp. Đổi lại là cũng có những cái thước phim đẹp như thế này. Là những người yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp, nên những cái cảnh như thế này thì không thể bỏ lỡ. Đằng giữa của mọi người là màu vàng. Màu vàng đấy là của lúa. Lúa này là lúa mật nha mọi người. Đây có một cái khu làng này. Khu làng rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó kiểu như là ruộng lúa, xong rồi cả rừng cây các thứ, rồi đuổi sau lưng các thứ nữa. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bây giờ ví dụ như mà không có những thiết bị này thì làm sao mà mình có thể có những cảnh đẹp này, phải không mọi người? Nhà này, nhà của người Nhật đấy. Đằng sau cũng là ruộng. Ruộng là ruộng nước này. Nước này kiểu như Việt Nam mình đấy. Đó, đây cũng cây rất là nhiều. Người ta vẫn không xây hết nhà, hết đất đấy. Các khu nhà này, đây như một cái ngôi làng nhỏ thôi. Đó, còn đây là lúa mật. Mình cũng chưa ăn lúa mật sao ạ. Bây giờ lần đầu tiên thấy lúa mật ở bên Nhật đấy, chứ còn ở Việt Nam mình chưa thấy. Sau kia là vẫn có rất là nhiều làng kìa. Có một ngọn núi, núi này cũng rất là cao. Núi này là núi Chư Cứ Ba. Đó, đây là các ngôi nhà này. Từ trên cao xuống nó như kiểu như là con kiến này, nhỏ. Và đây là anh nông dân đi chăn vịt. Lo quay tọp mất cà phê chưa đi tìm mà ăn cỏ. Chỉ là đẹp luôn. Đó, phải nhờ những thiết bị xịn sò thì chúng ta mới có những thước phim như thế này. Phải cảm ơn Caraman đã ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp như thế này. Mọi người có thể đẹp mà đẹp thì nhớ like, nhớ chia sẻ để đăng ký kênh ủng hộ không nha. Ok, sau một hồi bay thì cuối cùng máy cũng đã hết pin và chúng tôi quyết định phải đi về để chờ thu dẹp. Kia không quay, đi quay cảnh nào á. Đó. Mà lúa thì ngã lùm lum. Đi nuốn đi. Thôi về được chưa? Đi về thôi. Hết tiền đâu. Tắt máy, dọn đồ đi về. Giờ đi đoàn đường về. Mà đường về quay anh không có tấm đầu em luôn. Đi chơi đi quay cho anh luôn. Đây, 6 rưỡi thì hai anh em đã cuối cùng đã lăn lội được về thủ nhà. Bây giờ vào quán Trung Quốc và gọi hai suất cơm để ăn. Đây đồ Trung Quốc rất là nhiều luôn.
nhưng mà có cái dầu mỡ rất là nhiều. Thôi thì cũng an tâm chứ, đi cả một mấy tiếng đồng hồ quá mệt rồi. 19:10 thì đoàn làm phim của chúng tôi đã về đến phòng rồi, quá là mệt mỏi rồi. Hôm nay là rất là nhiều vấn đề xảy ra, nhưng mà đổi lại cũng được một tỷ thành quả. Thành quả mọi người cũng đã xem rồi. Nhờ mọi người. Có quay được cái đoạn chiếc xe không? Cỏ luôn. Quay đoạn chiếc xe đó. Quá phê luôn. Thôi cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở những video sau nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Okay.